Cơ sở sản xuất trống chiêng chuông bó Tiến Di, hôm nay thì cơ sở sản xuất trống chiêng chuông bó chúng con chuẩn bị đóng gói và bàn giao bộ chuông mó có kích thước đường kính là 23 cm, hay còn gọi đó là 3,5 tay. Đây là con gửi cho sư cô ở chùa Rõng ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Thì trước khi cơ sở chúng con bàn giao thì cơ sở chúng con cũng ghi quay video thực tế và đóng gói về gửi lên cho sư cô. Nếu quý thầy quý cô mà có nhu cầu thì xin liên hệ bên cơ sở Tiến Di con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở chúng con. Nếu quý thầy quý cô mà có nhu cầu thì cứ xin hệ bên cơ sở con. Bên cơ sở con xin test tiếng trước khi bàn giao về cho sư cô. Quý khách hàng hoặc là quý Phật tử xin vui lòng nghe qua tai nghe thì độ chính xác được 60-70%, còn loa trực tiếp của điện thoại độ chính xác chỉ được là 40%, còn bên ngoài thì âm thanh luôn luôn là cam kết là hay hơn rất là nhiều ạ. Cơ sở Tiến Di chúng con chuyên sản xuất chuông mó đầy đủ các kích cỡ lớn nhỏ có sẵn tại cơ sở trụ sở chính của bên cơ sở chúng con. Nếu quý thầy quý cô mà có nhu cầu thì cứ xin liên hệ bên cơ sở chúng con, hoặc có thể tới tại trụ sở chính của bên cơ sở chúng con để test tiếng và nghe âm thanh thực tế và mua mang về liền ạ. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều đã xem video giới thiệu sản phẩm của các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Di chúng con.